sau khi các bạn thực hiện thiết lập được cho cái giỏ hàng của các bạn chức năng thêm và chức năng xóa sản phẩm, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn làm như thế nào để các bạn lót lại cái dữ liệu ở đây bằng session. Đấy, chúng ta sẽ lót lại thì nó mất đúng không? Thì giờ làm sao chúng ta sẽ có thể lót lại, lấy dữ liệu từ trong session và các bạn lót ra đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn phải cập nhật lại được cái số lượng ở đây. Thì về hai phần các bạn nhìn này, thì cái dữ liệu từ session lấy ra có vẻ dễ ha. Rồi ok, nhưng mà làm sao để các bạn có thể gán được cái số lượng ở đây cho nó thay đổi lại, thì cái này nó khó hơn một tí. Mình sẽ hướng dẫn sau, mình đi từ cái dễ đến cái khó. Thì việc đầu tiên, các bạn khi thêm giỏ hàng, các bạn lót lại cái giỏ hàng của mình bằng Isaac và các bạn lấy dữ liệu từ thằng New Card Controller đã qua đúng không? Rồi ok, nhưng mà giờ mình không làm vậy nữa. Các bạn mở phần card lên. Ở đây các bạn có thấy mình lấy cái New Card không? Thì vào phần controller. Rồi, card controller, các bạn thấy là mình đang lấy cái new card mình đã qua. Nhưng mà thật sự thì cái này nó không cần thiết. Ok, nó không cần thiết nha, mình bỏ luôn ha. Đấy, vì mình chỉ làm thử thôi, mình chỉ đá dữ liệu qua thôi, chắc chắn nó đúng rồi. Rồi ok, vậy thì giờ mình không dùng cái đó thì mình dùng cái gì? Thì các bạn quay lại phần card. Ở đây mình nói với các bạn là các bạn dùng session rồi. Cái thằng session thì như thế nào? Cái thằng session nó giữ lại cho chúng ta ở bao nhiêu thời gian đó trên trình duyệt, đúng chưa? Nó không lưu vô cơ sở dữ liệu. Vậy thì làm sao chúng ta lấy được cái session ra? Đơn giản lắm. Các bạn ở đây. Nhưng ở đây chúng ta phải post được cái session lên nha, ở đây này. Các bạn thấy không? Mình dùng cái request để mình đẩy cái session lên. Mình nói về một chút về cái post này ha. Cái post có nghĩa là nó sẽ thay một cái card bằng một cái object nào đó. Đúng chưa? Cái object ở đây cụ thể là cái new card. Thì nó thay hẳn luôn. Có nghĩa là cái session này nó tạo lại luôn. Nó, nếu như nó đang có thì nó cũng tạo lại luôn. Nó bỏ cái cũ đi, nó đẩy cái mới lên ha. Còn cái forget là cái gì? Cái forget có nghĩa là nếu như cái session này đang tồn tại thì nó xóa bỏ luôn. Nó không tồn tại nữa luôn. Và nó còn một số thuộc tính khác để cho cái session. Nhưng mà các bạn sẽ gặp sau. Ok rồi. Giờ quay lại với vấn đề của chúng ta này. Thay cái new card này bằng cái gì? Cái new card giờ mình đã xóa rồi ha. Giờ thay nó bằng cái gì? Thì mình sẽ lấy từ session lên. Cách lấy như thế nào? Kiểm tra null thì tương tự chúng ta sẽ kiểm tra là session. H. Mình có nhắc với các bạn là các bạn khi các bạn tạo cái card này này. Đấy, các bạn khi các bạn post lên, các bạn lưu ý giúp mình là cái card này các bạn đặt là cái gì, thì ở phần lấy các bạn phải lấy in trang nó vậy, vì đây là cái key mà các bạn có thể tạo nhiều session khác nhau đúng không? Trong ứng dụng của các bạn có thể tạo được session là login hay là các cái session khác để các bạn quản lý các nhiệm vụ khác. Vậy thì ở đây chúng ta có thể lấy cái card ra. Cụ thể ở đây mình muốn lấy cái giỏ hàng của mình mà đặt tên là cái card rồi ha. Thì chúng ta lấy ở đây, các bạn phải lấy tên đúng in trang ha. Rồi, giờ cái new card này. Đây có hai chỗ. Thì thực chất cái new card này chính là cái session mà ở đây này, mình gán lại thôi, đúng không? Mình đẩy cái new card lên. Vậy thì mình thay thử ha. Mình thay cái session. Đấy, ở đây là hát là kiểm tra nó có tồn tại hay là không. Đấy, còn ở dưới thì các bạn thay cái new card lại giúp mình. Thành session. Get card ha, bỏ phần sau đi rồi. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta chỉ thay cái session. Ở đây là nó sẽ kiểm tra này, dưới này là nó lấy giá trị của cái session ra này. Đấy, get là nó lấy giá trị của session ra ha. Thay phần new card lại. Hay tất cả những cái có new card thì các bạn thay lại giúp mình, ok ha. Rồi, chúng ta quay lại thử. Chạy xem có vấn đề gì không ha. Chúng ta nhấn add. À, đây mình có một tí lỗi nè. Đây, mình phải trỏ đến cái list chứ, đúng không? Mình đang duyệt cái list mà. Mới lấy cái session ra không thì nó. Đấy, các bạn quay lại tí về cái cấu trúc của mình này.
phần app, các bạn vào cả. Đấy, mình phải lập cái list này chứ. Chứ mình mới chỉ lấy cái session ra thì nó lấy một cái đối tượng card thôi, có nguyên một cục ba thằng này. Nhưng mà giờ mình muốn lập cái thằng list này thôi nè. Đúng chưa? Rồi, thử lại coi. Thêm à? Đấy, thêm thành công. Rồi, xong. Cái việc mà các bạn thay đổi thành session là ok ha. Rồi, thì cái việc thứ hai mà các bạn làm là cái gì? Thì khi người ta load lại, rõ ràng cái giỏ hàng nó phải được render ở đây chứ, đúng không? Rồi, ok, các cách mà render như thế nào? Các bạn để ý này, ở đây là một cái phần mình cắt ra thành một cái layout nhỏ để mình Isaac mình ném nó vô lại, đúng không? Vậy thì mình mang cái thằng mình đã cắt ra mình xử lý rồi, đúng không? Nguyên cái thằng này luôn. Các bạn quay lại phần index. Các bạn tìm giúp mình phần gà à, đây luôn rồi. Rồi đây. Thì các bạn để ý này, đây chính là cái phần thay đổi. Vì cái phần gen item card này mình lấy ra để mình thay đổi nó ở dưới phần Isaac, đúng không? Vậy thì giờ mình xóa bỏ đi, mình ném cái phần mình đã thay đổi vô, đã xử lý vô ha. Rồi ok các bạn, canh lại cho cái code nó đẹp tí ha. Đấy, nguyên cái phần này, nguyên cả một cái khối này luôn. Đây, thì nó cũng render ra tương tự với cái phần mình Isaac. Nó cũng có chat null, các bạn lưu ý phần chat null này nha. Giả sử cái giỏ hàng nó chưa tồn tại thì mình không thể lập được những cái thằng này đâu. Thì các bạn lưu ý các bạn chat null trước giúp mình. Ok ha, rồi các bạn load lại coi. À, giờ thì cái giỏ hàng nó đã load ở đây rồi. Nhưng mà hai cái nút này nó đang có vấn đề ha. Mình kiểm tra lại một tí ha. Thì đây, đây chính là cái thằng gây ra lỗi lầm này. Các bạn quay lại phần card. Thì đây các bạn thấy một cái div nó đang dư rồi. Ok, nó dư cái div này hả? Div này có div đóng mà không có div mở này. Ok ha, bỏ đi thôi. Thì tương tự phần mình copy qua phần index, các bạn cũng bỏ đi một cái div thôi. Vậy là nó ok hả? Thử lại ha. Đấy, ok, đẹp. Rồi, cái việc dư thẻ cũng là một cái lỗi khá là khó chịu đó. Đấy, rồi ok ha. Giờ công việc tiếp theo của các bạn là gì? Các bạn test lại một tí nha, các bạn load lại. Nó đã load đúng cái giỏ hàng chưa? Rồi, mình xóa một cái ha. Giờ hiện tại đang có hai sản phẩm này. Load lại ha. Đấy, đúng hai sản phẩm ha. Rồi, cái việc load ok. Giờ chúng ta tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cập nhật lại cái số lượng ở đây. Các bạn thấy ở đây số lượng phải rõ ràng là 6 chứ. Ở đây nó đang là 3 này. Thì cái việc này có rất là nhiều cách. Nhưng mà nếu như các bạn chưa biết thì các bạn có thể thấy khá là nhập nhằng ha. Nhưng mà ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Các bạn quay lại phần index. Ở phần xử lý cái card, thêm và xóa. Các bạn lưu ý nè, các bạn thấy ở đây nó có thực hiện lại đúng không? Nó có vẽ lại giao diện đúng không? Ở dưới nó cũng vẽ lại giao diện đúng không? Hai cái việc này nó thực hiện lặp đi lặp lại. Khi các bạn muốn thêm, giờ giả sử như mình viết một đoạn ở đây để mình xử lý cho cái việc hiển thị cái số lượng ở đây nè. Việc thay đổi hiển thị cái số lượng ở đây thì các bạn phải viết ở đây, xong rồi các bạn xuống dưới các bạn cũng phải viết cho thằng này. Thì nó mất công đúng không? Ok, mình cắt thử thằng này ra coi. Mình tạo một function render card ha. Đấy. Và các bạn để ý là các bạn phải nhận một cái respond này nè. Thì ok, mình nhận luôn cái respond thôi. Đấy. Xong. Các bạn quay lại. Các bạn gọi nó. Và cái thằng truyền vô chính là respond. Thay dưới luôn hả? Đấy, các bạn có thấy ý nghĩa của cái việc này không? Giờ các bạn muốn thay đổi số lượng thì các bạn chỉ cần viết thêm một đoạn ở đây thì hai thằng này nó tự nó nhận luôn. Đâu có cần các bạn phải viết ở đây một thằng xong rồi các bạn lên đây các bạn phải viết giống in hả? Cái việc đó là cái việc rất là mất công. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn, giả sử các bạn viết ở đây có đến 5 số hàm nó giống vậy thì không thể các bạn sửa 5 số chỗ đúng không? Các bạn tập trung nó lại một chỗ thôi. Ok, hiểu ha? Rồi, thì
Về cái việc cập nhật số lượng, các bạn hiểu đơn giản thôi, thì giờ trước tiên các bạn phải lấy được cái số lượng ở đây nè. Các bạn làm sao các bạn thay đổi giao hàng thì các bạn nhận được cái số lượng. Đúng chưa? Mình thử ha. Rồi mình quay lại với cái phần card. Ở đây các bạn có thể lấy ra được cái gì? Các bạn có thể lấy ra được cái giá. Thì tại sao các bạn không tạo một cái input? Đúng chưa? Input kiểu là number luôn. Đấy. Và value bằng với chính cái thằng number format. À không, nó không cần format đâu. Đấy, mình bỏ đi, mình chỉ lấy cái phần session thôi. Get card và trỏ đến cái quantity. Đấy, mục đích là cái input này nè, nó sẽ chứa cái số lượng thử. Bảy sản phẩm. Đúng chưa? 4 cộng 2 cộng 1, 7 chưa? Ok ha. Rồi. Thì mình đặt cái thằng này là cái ID. ID sẽ bằng với là cái thằng total quantity card. Đấy. Rồi ha. Các bạn muốn cho nó không hiển thị thì các bạn thêm một thuộc tính là hidden. Thứ ha. Đấy, các bạn ngầm hiểu là ở trong cái giỏ hàng trainer lại nó đã có cái input rồi. Input đó nó sẽ chứa cái quantity tổng cái số lượng. Thì cái việc là các bạn lấy cái input đó các bạn thay đổi cái thằng ở đây thôi. Chúng ta quay lại index phần card. Rồi trước khi quay lại thì các bạn nhấn add xong rồi hoặc là nhấn xóa các bạn in thử ra phần card. Các bạn lấy cái ID của anh này. Đây là ID. Đấy. Các bạn chấm value. Anh tưởng nó ra không à? Nhấn F12 lên. Rồi, mình thử xóa một sản phẩm ha. Đấy, có phải là 5 không? Giờ thì mình xóa 4 sản phẩm thì nó còn lại một đúng không? Ok ha, rồi lấy được rồi. Đó là công đoạn lấy, giờ làm sao để hiển thị lên đây. Thì các bạn quay lại phần card. Tìm cái trang item này cho nó nhanh. Đấy. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ thay cái số 3 lại. Đúng không? Ở đây số 3 nè. Ngoài giao diện nó đang là số 3 này. Cái số 3 này nó phải thay đổi chứ. Đúng không? Thì đầu tiên, các bạn phải kiểm tra cái session. Lúc nó render ra lúc đầu ấy. Lúc đầu thì mình chưa có gán ngay sắt được đúng không? Thì mình lấy ra mình kiểm tra nó lúc đầu chứ. Đấy. Nếu như thằng này khác node, thằng cái giỏ hàng của mình á, NF. A cộng ha. Các bạn kiểm tra nè. Nếu như cái giỏ hàng khác luôn thì các bạn gán lại cái số lượng ở đây. Đúng không? Thì cái số lượng ở đây, bỏ lên đây luôn ha. Đặt thêm một cái ID nữa. Total quantity sao hiển thị đó rồi. Có phải nó bằng cái quantity trong giỏ hàng không? Trỏ tới cái số lượng trong giỏ hàng, tổng số lượng trong giỏ hàng ha. Đấy. Nếu như cái giỏ hàng có sản phẩm thì nó lấy tổng. Còn ngược lại, A cộng LF.
Trường hợp ngược lại thì gì? Thì các bạn chỉ cần gán cái thằng này bằng không thôi. Nó vẫn có cái ID này nha. Cái ID này để làm gì thì các bạn copy đi. Rồi mình sẽ nói nó sau thôi. Rồi chúng ta bỏ phần span này. À đây là L. À, if L thôi, không có L if à. Rồi. À, ở đây nữa, đây sẽ là get chứ. Hash nó sẽ kiểm tra và get nó sẽ lấy giá trị. Ok, thử lại coi. Đây, một. Add thêm một sản phẩm, phải hai không? Đúng không? Hai này. Nhưng mà nó chưa cập nhật lại vì sao? Vì các bạn ở phần Isaac các bạn chưa xử lý. Đấy, các bạn chưa xử lý các bạn mới lấy ra được cái giá trị đây thôi nè. Thì vì sao mình nói với các bạn lấy cái sau đó làm gì vậy? Thì lấy cái đó mục đích như thế này nè. Đây các bạn đặt cái ID ấy. Cái ID mà mình nói với các bạn đặt cái đây nè, các bạn đặt cái đây để làm gì? Thì ok, mục đích nó là đây. Mình sẽ lấy cái element. Đó. Có cái ID là cái thằng total quantity sau này. Chấm test. Bằng với cái gì? Bằng với chính cái số lượng mới này nè. Rồi các bạn chạy thử coi. Hiện tại đang có hai sản phẩm ha. Thêm một cái. Ba sản phẩm. Thêm một cái. Bốn sản phẩm. Đó, đúng yêu cầu của bọn mình chưa? Rồi à, mình thử xóa ha. Xóa rồi còn một sản phẩm. Đấy, Isaac nó chạy cực kỳ nhanh ha. Các bạn thêm thử này. Rồi, các bạn thêm ba sản phẩm. Lên lại coi. Đấy, lúc đầu là bốn là một sản phẩm, sau thêm ba sản phẩm nữa thì là bốn, đúng chưa? Rồi, vậy thì các bạn đã thực hiện xong cái chức năng thêm và xóa giỏ hàng. Ở bài sau chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện xem danh sách giỏ hàng. Thì trước khi qua bài sau mình sẽ nhấn cái nút view này. Nó sẽ đá về cho mình cái giao diện là cái giao diện list. Giao diện list mình tạo hôm bữa ở đây rồi nè. Đấy, nó sẽ đá về cái này. Thì các bạn tạo giúp mình một cái router. Đặt cái đây là list. Không cần ID hay bất kỳ thứ gì khác. Khi nó chạy vô list card thì các bạn vui lòng gọi giúp cho mình là view list card ha. À, tiếp theo chúng ta chạy vô controller. Trong controller này các bạn tạo giúp mình một phương thức là public function. Rồi, đá về cái view là xong. View ở đây tên là gì? Click hả? Rồi giờ các bạn quay lại phần index. À, cả hai thằng luôn. Các bạn quay lại thằng cạc trước cho nó dễ nè. Không, thằng index thôi. Ok ha. Tìm lại cái thằng đây, tìm cái thằng này cũng được, tìm cho nó nhanh. Đấy. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ trả về một cái UL. Ở trong này chúng ta sẽ đá về cái thằng, các bạn quay lại router đi, copy qua cho nó khỏi nhầm. Sẽ hả? Thử coi. Đúng giờ click card. Rồi nó trả về cho mình cái giao diện ở đây rồi. Thì giao diện này xử lý như thế nào, bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.